Ok. Cái này cũng không dễ, cũng chung đấy cho để sao ha, phải phải có mấy con nhộng gì không không? Ờ. Cái nào không phải, không phải. Cái nào cũng muốn, muốn lại hiểu mấy cái này. Hỏi thơ môi chim vi nhân sẽ ngàn, điều đồng ngõ cấm dốc mùi trong gan. Nhìn cho chim bi nhận sẽ ngàn, nhìn cho say trong những hình sắc xa. Mong cho điều cắn cho sẽ vui đi theo chân tô ý mà. Khó mà sẽ gặp kê muôn hạn, xin cho dưới tờ văn mong cắn. Ai làm tỏ.